Xin chào tất cả mọi người. Thì mình là Huỳnh Trọng Nghĩa, là tác giả của bộ gõ tiếng Việt Chữ Việt Nhanh Kỳ vừa mới ra đời cách đây cũng hơn nửa năm về trước. Thì hôm nay mình xin phép làm một cái video, một cái đoạn phim. Mình sẽ gõ một cái bài hát bằng ba kiểu gõ, đó là Telex, VNI và kiểu gõ mới, đó là kiểu gõ Chữ Việt Nhanh được tích hợp trong cái bộ gõ của mình. Thì cái đoạn phim này nó sẽ mang cái quan điểm cá nhân của mình. Tuy nhiên thì thông qua cái bài việc gõ cái lời bài hát của cái bài hát này thì mình cũng sẽ chỉ ra được một số cái ưu nhược điểm, những cái hay cái dở của những cái kiểu gõ thông dụng hiện nay, cũng như là đưa ra một số cái nhìn nhận về kiểu gõ và bộ gõ nói chung trong thời gian vừa qua. Thì một cái điều mà khiêm tốn mà đơn giản mà mình muốn mình nhận thấy đó là trong cái kiểu gõ, đó là thực chất là chúng ta sẽ gõ theo những cái bộ quy tắc mà chúng ta định ra, thì nó gọi là cú pháp, và cuối cùng cái thành quả đó là bung ra những cái chữ Việt trọn vẹn. Thì đơn giản là như vậy thôi. Thì đây là bài hát, là bài hát Ngậm Ngùi, mình rất là thích, nhạc của Phạm Duy và thơ của Huy Cận. Mình sẽ gõ cái lời bài hát này có nhạc nữa. Thì bắt đầu mình sẽ sử dụng kiểu gõ Telex. Mình xuất thân là mình gõ Telex rất là quen từ nhỏ tới giờ rồi, cho nên là gõ Telex rất là nhanh. Thì Telex nó có nhiều cái ưu và cũng có nhiều cái nhược. Thì mời mọi người cùng xem cái đoạn video mình ghi lại quá trình mình gõ cái lời bài hát bằng kiểu gõ Telex nha. Nắng chia nửa bãi chiều rồi, vườn hoàng trinh nữ xếp đôi lá dầu, sợi buồn con nhện răng mau. Em ơi hãy ngủ, anh hầu quạt đây, lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường, ngủ đi em, mộng bình thường. Dù em sẵn tiếng thủy dương đôi bờ, vẫn bình thường. À ơi có tiếng thủy dương mấy bờ, cây dài bóng xế ngần ngơ, hồn em đã chín mấy mùa buồn đau. Tay anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng trái sầu rụng rối. Thì sau khi nhìn qua mình gõ cái bài hát Ngậm Ngùi bằng kiểu gõ Telex thì mình thấy là gõ rất là nhanh. Tại vì thứ nhất là một phần hơi chủ quan, đó là mình xuất thân là mình gõ kiểu gõ này rất là quen từ nhỏ tới giờ. Và cái điểm mạnh của Telex đó là những cái phím bỏ dấu, sát huyền, hỏi ngã nặng nó đều nằm trong cái vùng của cái layout, của cái bố cục của bàn phím của chúng ta, nằm trong cái vùng ký tự chữ hết. Cho nên là khi mà chúng ta di chuyển các ngón qua để gõ dấu rất là nhanh. Và tuy nhiên khi mà gõ những cái từ ngoại quốc, những từ tiếng Anh thì nó sẽ bị nhược điểm, bởi vì những cái từ gõ dấu này nó sẽ bị xung đột và nó có thể là làm chậm đi. Thì những cái giáo pháp mà xuất hiện đó là giống như dùng phím thoát, hay là chúng ta tắt bộ gõ tạm thời, hoặc là gõ lặp để chúng ta trả cái từ gốc ra. thì bộ gõ kiểu gõ Telex nó có những cái ưu và cái nhược mà mình có thấy như vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua kiểu gõ VNI ha. Kiểu gõ VNI thì mình ít sử dụng hơn. Thì kiểu gõ này sử dụng phím dấu là các phím số thì nó cũng có cái ưu và cái nhược của nó. Thì trước tiên chúng ta sẽ gõ lại cái lời bài hát này trước đi, rồi mình sẽ nói tiếp. Nắng chiều nửa bãi chiều rồi, vườn hoàng trinh nữ xếp đôi lá dầu, sợi buồn con nhện răng mau. Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây, lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em mộng bình thường, ngủ đi em mộng bình thường, dù em sẵn tiếng thủy dương đôi bờ. Ngủ đi mộng vẫn bình thường, à ơi có tiếng thủy dương mấy bờ, cây dài bóng xế ngần ngơ, hồn em đã chín mấy mùa buồn đau. Sầu rụng rối rồi. Thế thì khi xong khi gõ bằng mình đi thì mình thấy là tốc độ gõ không được nhanh như Telex, thì một phần là mình gõ VNI không có quen. Tuy nhiên một phần nữa là do cái việc bố cục của VNI nữa. Các phím bỏ dấu là nằm khá xa và nằm liên hệ phím số. Còn những cái từ mà hay gặp như là bằng ư, ở cái lời bài hát này những bằng ư gặp rất là nhiều, như vườn hay là dường, thường dương. Thì bằng ư thì phải gõ là u và 7, số 7. Cho nên là nó đi một lần đi ra lên khá là xa mà mình thấy nó làm chậm. Tuy nhiên cái ưu điểm của VNI nó sẽ là gõ được những cái từ ngoại quốc, những từ tiếng Anh rất là dễ mà không bị xung đột giống như là Telex, tại vì cái phím số nó không có bị xung đột khi mà gõ sau nguyên âm, tại vì những từ tiếng Anh là nằm trong những ký tự này không à. Rồi thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu về kiểu gõ chữ Việt nhanh. Và mời mọi người cùng xem mình gõ cái bài hát Ngậm Ngùi bằng kiểu gõ này. Nắng chiều nửa bãi chiều rồi, vườn hoàng trinh nữ xếp đôi lá dầu, sợi buồn con nhện răng mau. Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây, lòng anh mơ với quạt này, trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em mộng tiếng thủy dương đôi bờ. Ngủ đi em, ngủ đi mộng vẫn bình thường. À ơi có tiếng thủy dương mấy bờ, cây dài bóng xế ngẩn ngơ. Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau. Tay anh em hãy tựa đầu, cho anh nghe nặng ngỡ trái sầu rụng rối. Thì sau khi gõ bằng kiểu gõ chữ Việt nhanh thì mình thấy là nó nhanh hơn mình đi, và mình gõ nó chậm rãi, tại vì Telex vẫn là kiểu gõ mình gõ nhanh nhất thì mình quen. Nhưng mà chữ Việt nhanh thì có cái ưu điểm giống như mình đi, đó là sử dụng cái bộ kiếm dấu là giống như mình đi là 1, 2, 3, 4, 5 xét hiện hỏi ngã nặng, cộng thêm những cái phím có các vần mà ở bên đi thì phải dùng 2 phím giống như là á, ớ, e, o, ơ, ư, thì chỉ cần dùng có 1 phím thôi. Ngoài ra còn có những cái phụ âm đầu mà kép như thế này nữa, chờ, nhờ, thờ, trờ thì cũng gõ 1 phím được luôn. Và cái đặc biệt nhất đó là mà mình thấy thích nhất trong kiểu gõ chữ Việt nhanh đó là nó ưu thế khi chúng ta gõ những cái vần dài, những cái từ phức tạp trong tiếng Việt. Chúng ta nhìn lại cái lời bài hát, những cái từ giống như là chiều, vườn, giường, thường, những cái vần dài như thế này có phụ âm ghép, rồi có nhiều nguyên âm ở trong này như là ư, ơ. Thì kiểu gõ chữ Việt nhanh nó với cái bộ quy tắc đó là bung ra cái vần cuối này, vần dài này bằng một nguyên âm cộng với 1 chữ cái cuối thì rất là nhanh. Rồi thì đây là một cái bảng mà mình điểm lên một số cái ví dụ giống như là từ hoa. Nếu mà gõ là chữ Việt nhanh này chúng ta là HOZ thì nó sẽ bung ra là hoa luôn đầy đủ, rất là nhanh. Còn nếu mà trong Telex và mình đi thì chúng ta phải gõ đầy đủ ra. Từ nắng thì chúng ta dùng chữ á, chỉ cần dùng 1 phím là số 9 để gõ ra. Còn với Telex và mình đi thì phải gõ là á với đất, rồi thêm dấu sắc vô nữa là bằng chữ S. Mình đi thì là á, A8 và số 1. Rồi dù như đây là giường, rất là dài, một cái từ rất là dài luôn. Thì chữ Việt nhanh nó sẽ rút gọn lại rất là nhiều. Chữ gì sẽ bung ra là GI, gì. Đây là giống ngoặc vuông, mở này là chữ ư, ư với Z sẽ bung ra là vần ương, và cuối cùng là số 2 bỏ dấu huyền. Thì chỉ cần có 3 phím là gì, ngoặc vuông và yes, nó bung ra một từ tới là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ký tự. Còn với Telex và VNI thì phải gọi có rất nhiều cách. Một là u o v kép, hai là u v kép rồi o v kép. Còn với VNI thì là u o 7 hoặc là u 7 o 7 đều được. Rồi ví dụ như tiếng thì chữ tiếng cũng gõ rất là nhanh trong chữ Việt nhanh, tại vì chỉ cần dùng cái bộ quy tắc đó là y cộng z sẽ ra được bằng yên, và chúng ta bỏ thêm dấu sắc vô nữa là số 1 sẽ là tiếng. Thì trên đây là một số cái từ mình thấy chính trong cái bài hát này mà nó thấy được cái ưu thế của kiểu gõ chữ Việt nhanh. Tất nhiên sẽ mỗi kiểu gõ nó sẽ có những cái ưu và cái nhược riêng. Thì đối với Telex thì các phím dấu nằm trong cái bảng chữ cái này luôn, cho nên là việc bỏ dấu rất là nhanh, và nó tại vì cái việc chúng ta di chuyển phím tay qua các phím này rất là gần với nhau. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là khi gõ những cái từ ngoại quốc thì nó bị những từ tiếng Anh thì nó dễ bị xung đột, tại vì nó có thể nhầm lẫn với từ tiếng Việt. Khi mà chúng ta gõ nguyên âm sau đó chúng ta gõ những cái từ, những cái phím dấu này thì nó có thể bị xung đột. Thì điều đó được khắc phục với VNI. VNI thì sẽ đưa cái hàng phím dấu lên phím số. Tuy nhiên những cái vần như là á, ớ, E, O và H và Ư thì gõ nó rất là lâu, phải dùng hai phím. Thì chữ Việt Nhanh cũng dựa trên VNI dùng cái hàng phím dấu này. Tuy nhiên ở những cái phần, những cái phím, những cái chữ mà á, ớ, e, o, a, ư thì sẽ dùng một phím thôi. Ngoài ra những ưu thế là nó có ưu thế về gõ bung những cái vần dời ra bằng những cái bộ quy tắc cú pháp riêng, bung những cái vần cuối, phụ âm cuối chữ như thế này ra nữa nè. Thì nhìn nhận cuối cùng đó là thực chất thì kiểu gõ nào cũng là chúng ta định ra những cái quy tắc, những cái cú pháp và chúng ta gõ theo những cái cú pháp đó để bung ra cái chữ Việt trọn vẹn. Thì có nhiều tranh cãi về những cái kiểu gõ và những cái bộ gõ trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên thì nếu như là mình đặt ở một khía cạnh đó là những cái bộ gõ này chúng ta không gõ tiếng ngoại quốc, mà chúng ta đơn giản vấn đề là chúng ta xem như là nó dùng để chúng ta gõ tiếng Việt mà thôi. Thì cái việc học những cú pháp này bắt buộc chúng ta đều phải học, đối với tất cả kiểu gõ nào cũng vậy. Thì có thể là kiểu gõ này ra đời trước cho nên nó chiếm được ưu thế trước, nhưng chưa chắc nó đã tốt hơn. Thì với cái tinh thần như vậy thì mình muốn nói là hãy luôn luôn đón nhận những cái kiểu gõ mới, những cái cải tiến mới. Nó sẽ có những cái hay trong đó và chúng ta phải chấp nhận những cái điều đó trong tương lai. Thì những năm qua thì có những cái bộ gõ mới như là gõ tiếng Việt của Trần Kỳ Nam hay là EVK, rồi gần đây nhất đó là chữ Việt Nhanh Kỳ của mình. Nhưng mà nó cũng phải chưa phải là một cái phiên bản quá là hoàn thiện, nó sẽ cần làm thêm những cái bản ứng dụng trên điện thoại nữa. Thì đó là cái lộ trình tương lai. Rồi nói về những cái phương pháp gõ, hay nói tóm tắt lại là kiểu gõ, thì cũng có những cái góp ý, những cái tiếng mới. Ví dụ như là kiểu gõ hải hà, đây là cái link. Rồi kiểu gõ chữ Việt Nhanh thì trước đây đó là dựa trên cái kiểu gõ Tư Bình Trần MS. Rồi sau này thì mình mới, lúc mà mình làm cái video này, đoạn phim này, thì có một cái phương pháp gõ gọi là chữ Việt Nhanh Song Song. Thì mình tạm cho đó cũng là một cái phương pháp gõ. Thì nếu mà chúng ta đưa những cái hiện thực, những cái thực thi, những cái cú pháp trong những cái kiểu gõ này vào, thì cuối cùng nó cũng, mục đích của nó cũng là để bung ra được cái chữ Việt tròn vẹn mà thôi. Thì qua đó thì mình mong muốn là mọi người sẽ có được cái nhận thức cởi mở hơn đối với những cái cải tiến trong cái việc gõ tiếng Việt ngày nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người.